người chưa có chặt chị. Chị chủ quán đang chặt thịt heo quay nè các bạn. Chủ quán rồi. Heo quay rất là ngon luôn nè các bạn. Giòn tan à. Đây. Heo heo quay này mình ở nhà mình tự quay hay sao chị? Nhà tự quay đó em. Dạ. Dạ. Heo quay nhìn ngon đó các bạn. Heo quay này là không có bỏ màu luôn các bạn. Đây nè các bạn. Dạ. Đây heo quay đang quay nè các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Mình đang có mặt tại quán bún nem Đà Nẵng, địa chỉ là 168 Bầu Cát 1 nha các bạn. Mình nghe nói là quán bún mắm nem ở đây rất là ngon và gồm có những cái món khác nữa. Cùng theo chân của mình vào quán nha các bạn. Menu ở đây nè các bạn, menu của quán này rất là nhiều món ăn luôn các bạn. Mình thì mình sẽ ăn thử cái món hến xào xúc bánh tráng á. Mấy lần trước vào đây thì mình đã ăn cái bún mắm nêm rồi, bây giờ mình kêu hai phần, một phần bún mắm nêm và thêm một cái phần hến xào xúc bánh tráng. Hồi nãy vô chưa có chặt chị. Chị chủ quán đang chặt thịt heo quay nè các bạn. Chủ quán biết rồi. Heo quay rất là ngon luôn nè các bạn. Giòn tan à. Heo quay này mình ở nhà mình tự quay hay sao chị? Nhà tự quay đó em. Dạ. Cao á. Dạ. Heo quay nhìn ngon đó các bạn. Heo quay này là không có bỏ màu luôn các bạn. Cái lò đang quay đó. Quay đây. Đây nè các bạn. Dạ. Đây heo quay đang quay nè các bạn. Đây là cái quy trình làm hến xúc bánh tráng này các bạn. Đây là món ăn của người miền Trung nha các bạn. Đây. Món ăn Đà Nẵng có mặt tại Sài Gòn. Mình rất là thích người miền Trung người ta nấu các bạn, mấy cái món này nè. Những lúc mà đi ra Đà Nẵng mình hay ăn mấy cái món này lắm. Bây giờ ở Sài Gòn cũng có như vậy. Cái này là hành tây mình xào với hến phải không anh? Quán của mình thường là mở cửa mấy giờ và đóng cửa mấy giờ vậy anh ha? 7 giờ sáng cho đến 8 rưỡi tối. Dạ. Vậy quán là mở cửa và đóng cửa là mở cửa từ 8 giờ, tối là tới 10 rưỡi đóng cửa nha các bạn. Dạ. Không nghỉ trưa thì bán xuống buổi trưa luôn. Quán của mình chắc thường là đông khách tầm lúc mấy giờ ha anh? Khoảng 6 giờ. Dạ, tầm buổi chiều mát mẻ người ta đi ăn đông ha anh ha. Cái này thì mình đi buổi sáng á, hôm nay mình rảnh mình đi buổi sáng nên là thường thì buổi sáng thì khách còn vắng, đông khách và cái tầm giờ chiều cao điểm các bạn. Đây là cái công đoạn cô đang vô mắm này, vô bịch này. Cái này là mắm nem Đà Nẵng phải không chị? Yeah. Hôm trước mình vô ăn á, mình thấy rất là ngon nên là hôm nay mình vô mình review quán cho các bạn xem.
Cái này là thịt heo với là tai heo. Tai heo luộc. Dạ. Mít. Dạ. Ở đây nó có cả cái mít nữa này các bạn. Mít vằm á. Còn cái đây là heo quay. Mắm nêm rất là ngon luôn nha các bạn. Mắm nêm này chắc là mắm nêm Đà Nẵng loại đặc biệt luôn á. Mình vô quán nghe mùi mắm nêm rất là thơm. Quán của mình là mở cửa từ mấy giờ đến mấy giờ vậy anh? Dạ, từ 7 giờ tới 8 rưỡi nha các bạn. Mít này là mít luộc mình băm ra phải không anh? Dạ. Đó, thịt luộc, chả bò, là tai heo phải không anh? Dạ, heo quay. Này là bún nem Đà Nẵng nha các bạn. Như anh cũng là người Đà Nẵng luôn đúng không anh? Dạ. Món ăn đã xong. Cái này là bún mắm nêm nè các bạn. Này. Lúc nãy mình vô mình thấy cũng nhiều shopper người ta tới, người ta đặt hàng, người ta lấy hàng online các bạn. Một dĩa hến xúc bánh tráng này thì 50k một dĩa nha các bạn. Này mình ăn thử. Mời các bạn cùng mình nha. Rất là ngon các bạn. Vừa ăn. Món ăn Đà Nẵng do người Đà Nẵng nấu luôn nha các bạn, nên hương vị đó. Rất là ngon, rất là miền Trung luôn các bạn. Con hến ở đây nó rất là nhỏ luôn nha các bạn, nó nhỏ siêu siêu luôn á, nó rất là ngon. Mình sẽ ăn thử cái món, không phải là mình ăn thử nữa mà là mình ăn cũng mấy lần rồi, mình thấy ngon nên mình qua review á. Hôm nay mình ăn review cho các bạn xem. Này. Bún nấm nêm nha các bạn. Này. Đây là đồ ăn kèm này. Đó, gồm có chanh này, tỏi, ớt ăn kèm. Mình sẽ lấy một ít sa tế đi. Quán ở đây đặc biệt cái món mắm nêm này các bạn, nó rất là ngon, thơm lắm. Đi vô tới quán là nghe mùi mắm nêm thơm lần luôn á. Bây giờ mình sẽ chan vô. Mỡ hành nè, đậu phộng nè.
bèo lên. Quán ở đây hơi nhỏ các bạn, cho nên đa số là mình nãy giờ mình tới mình thấy đa số là người ta tới người ta mua mang về rất là nhiều. Này, mình sẽ ăn thử miếng thai heo trước ha. Ấm lên rất là ngon các bạn. Gần ở khu vực này á thì nên qua quán thưởng thức một lần cho biết nha. Món này thì mình ăn rất nhiều lần ở đây rồi nhưng mà hôm nay ngon nên mình vẫn ăn lại thêm một lần nữa để review cho các bạn.